Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ dưỡng sinh không chỉ là sân chơi bổ ích thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia luyện tập thường xuyên, mà còn là nơi để người cao tuổi được thi đua, đạt được nhiều thành tích trong các giải thi đấu thể dục thể thao, nêu gương sáng rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trong các tầng lớp nhân dân. 5 giờ sáng là thời điểm nhiều người còn chưa thức giấc, các hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh quận Liên Chiểu đã tập trung đông đủ tại sân chơi trước trung tâm hành chính quận. Theo tiếng nhạc và nhịp hô của huấn luyện viên, gần 25 hội viên xếp hàng ngay ngắn, say sưa luyện tập. Hơn 20 năm hoạt động, việc dậy sớm tập dưỡng sinh đã trở thành thói quen của các cô, các bác trong câu lạc bộ. Qua đó, sức khỏe ngày càng cải thiện, tinh thần sảng khoái, vui tươi và mọi người càng thêm yêu thích bộ môn này và gắn bó với nó. Đây là một cái sân chơi rất hữu ích cho tuổi già như các cô, các bà. Ngoài cái sự vất vả ở gia đình ra thì những cái giờ phút ở trên sân tuy là vất vả nhưng mà rất hữu ích về sức khỏe. Đấy, từ ngày tham gia đến giờ thì tôi cảm thấy là sức khỏe mình là tinh thần thì rất là phấn chấn, vui tươi và sức khỏe thì càng ngày càng tiến triển rất là tốt. Còn với bà Vũ Thị Nhu, huấn luyện viên và phó chủ nhiệm của câu lạc bộ, mặc dù đã ngoài 70 nhưng bà luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia các hoạt động, trở thành cầu nối dẫn dắt thành viên câu lạc bộ cùng sinh hoạt, chia sẻ cuộc sống. Trong suốt 2 năm dịch bệnh, bị tập luyện bị gián đoạn, bà nhờ các thành viên trong gia đình hỗ trợ quay video bài tập, gửi cho các hội viên để tự tập tại nhà với mong muốn các hội viên rèn luyện sức khỏe tốt vượt qua đại dịch. Không phải cái môn dưỡng sinh này mà tất cả các môn gì thuộc về thể dục, thể thao, vận động cơ thể con người, nó đều mang lợi ích đến là có một sức khỏe mạnh mẽ cho cuộc đời. Còn nếu như có tiền thì cũng là quý, nhưng mà có tiền mà không có sức khỏe thì cũng bằng không. Mà về già thì lại càng phải cần là có sức khỏe. Không chỉ là nơi để rèn luyện sức khỏe, giao lưu, chia sẻ tâm tình, hỗ trợ giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Năm 2020, câu lạc bộ đã đạt giải nhất nhóm B cuộc thi thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng. Đây là nguồn động viên khích lệ để mỗi thành viên tiếp tục phấn đấu rèn luyện, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng. Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.